của mà must thì thực ra nếu mà cái deck đấy cả mấy con ấy cùng nằm trong một deck thì quá nặng. Quá nặng. Và không nghĩ là có deck đây đâu, tuyệt vui rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến với game đầu tiên. Okay, let's go, Lee. Yeah, 机甲，两边难道是一个？哎，不是内战了。机甲，感觉是里尔这里是什么卡呢？如果 Legend 这里是放敌的话，那这一波感觉里尔防不住了，把毒药给交掉了。啊，ông này chơi mình béo rồi. Ban Barmus, Ban Miner chơi lại chơi mình béo. Ông này nó lấy công chế ra, xem là như nào. Giờ deck này rất nặng. Quả deck này rất nặng, một khi mà thủ không biết là thủ được không? Ôi, đâu rồi? Rascal ra đi. Rồi, vẫn được. Bên kia họ chơi Rascal, trình kiểu là Grave Rat thì đúng hơn. Khá là cân bằng nhưng hiện tại đang bị lỗi ly tầm 2 ly. What's up, bro? Yat can play today, maybe. 因为他们俩上一场用的全是花卷，所以我 Lena 这边带不奇怪，但是Lena这套到底是想带什么？对，因为他两张五费。Nếu mà đúng ngày hôm nay thì nó là sắc quay trở lại. Đúng. OK, quay trở lại với trận đấu thì đồng ngu mình béo. Bên kia là chơi Grave Jab rồi, mà chưa công được. Grave Jab. Đẹp như nào đây? Rồi. Ôi, thôi xong. Ra con ra cái con Barbarian rồi thì con Dark Goblin bắn chết luôn mấy con kia. Rất cẩn thận. Bây giờ muốn xử lý thì cần phải giữ lại cái Barbarian cho con Dark Goblin. Tại vì là nếu mà không giữ lại Barbarian cho con Dark Goblin hoặc là Fireball thì rất khó có thể thắng. Tại vì deck kia đép một cách nó hơi cục. Brasco Prince Poison rồi. Tiếp tục là Dark Goblin đẩy ra từ từ để con Stone nào vẫn thủ được. Từ từ thủ Barbarian thôi, đúng rồi, rất tốt. Hãy giữ lại như đấy. Từ từ hãy công minh béo. Hiện tại thì chưa có đủ Eli. Nếu mà chơi những cái deck kiểu này thì thông thường nó phải có dư Eli khá nhiều rồi mới thể công minh béo được. Và thông thường là phải đép trước đã. Nhưng mà họ lại chơi Poison thì khi này thì khi mà đép xong rồi thì gần như là bị chết hết rồi. Rồi bây giờ công Fireball đâu? Fireball đâu? Tấp tay không? Bây giờ cũng Dark Goblin, phải giữ con Dark Goblin đi. Vẫn chưa thử. Giữ lại con Stone, đẩy tiếp con Stone đi. Bà Barian đâu? Rồi, rất tốt. Rồi, con Stone ra như thế này, làm sao có thể thủ được tên này thôi. Họ vừa Poison, thả mình béo như thế này thì khó rồi, thôi xong rồi. Không được rồi. Bằng mình béo đi. Bây giờ tên này tất tay rồi, nếu mà không tên này không tất tay được thì tên sau sẽ thua. Tại vì là không còn gì để mất cả. Họ sẽ một cái Poison và một cái... Họ là rất là thông minh khi mà tạo ra một cái tam giác vàng. Khi mà Fireball không thể chết được cả Dark Goblin và cả Rascal. Tạo ra một cái tam giác quá hay như này. Chỉ cần một con tanh là con Barbarian thôi. Hai ly trọng với lệnh quá dư. Ok, GG. Game đầu tiên vẫn đẹp tốt, còn đủ Eli đâu mà công. Đấy là cái deck của Legend, mặc dù là thay Fireball rồi nhưng mà thực ra deck này rất nặng để có thể đẹp được. Rồi xong GG. Vẫn là Tom Stone. Thực sự thì bây giờ mình thấy là con Mega này mặc dù nó đã nét mất tới hình như một lần sao mà rất nhiều deck sử dụng con Mega này. Rất lực chế gặp những con này.
Đấy, lava. Đây gì đây? Tôm tôm vừa ra. Liệu rằng có Tondo không? Canon cát chơi Grapejab rồi. Có lẽ là đổi trụ. Tất tay đổi trụ rồi. Vanky, có Vanky đép được tân này rồi. Vâng, em Vanky rất tốt. Rồi sao một mình em rồng như này thôi. Hiện tại thì đang lợi thế với tập 6 Eli. Có Tondo hình như đích này có Tondo, có Poison. Có không? Rồi, rất thông minh, kéo Tondo rồi, chuẩn lắm. Rồng đây rồi, tiếp tục. Khá nhiều con counter balloon nhưng mà... Ôi, vẫn có 2 một hiệu đít nữa. Dùng IC Vinh Giấc để thủ, thực ra là nó chỉ làm chậm đi thôi, chứ phần đam của nó khá yếu. Nhưng là khi mà thủ lava hay đối thủ như nào đấy thì cần phải có một support chém mạnh hơn. Vậy là Minh Béo vẫn trung thành với Minh Béo. Tên này bắn rất sát. Trong deck có tới 4 thứ có thể counter được, đép được combo balloon. Là 3 balloon. Tôm xô này rồi. Fireball. Một cái giáp nữa. Lấy gì đép tiếp đây? Phải poison rồi. Có toàn đồ chưa? IC tiếp tục là balloon. Ôi, cần phải thả Minh Béo nhanh hơn nữa. Bye bye An. Tornado. Rồi, tép đớt tầng này đẹp tốt. Tầng này đớt tép. Đẹp tốt. Bây giờ, rồi, vẫn cận. Ok, bây giờ bạn phải thủ. Canon Cast đánh một cùng hướng luôn. Sẽ có bàn kỳ Minh Béo bên kia. Poison. Không, tên này phải thủ trước đã. Hoặc là đẩy Minh Béo lên luôn. Đúng rồi. Đẩy Minh Béo lên luôn. IC rất đẩy. Vả đi. Vả đi. Bye-bye. Rồi, good game. Rất thông minh. Good game. Rồi, ok. Đánh như xanh có quả. Bây giờ xem là sử dụng deck gì đấy, lại Minh Béo à? Ở lại lava rồi, chắc chắn là sẽ có một con khác. Sẽ để... Grave Jam. Ủa, không có tanh à? Quan giáp. Ờ, vẫn rẻ hơn chút. IC. Lần này mà có thêm cả em Nguyên Giáp cũng đồng bu nữa. Giáp ra rồi. Rồi một con làm chậm của một con thì hút. Giáp vừa ra thôi xong. Easy. Còn Văn Kỳ bên kia cũng gần như là chết. Vẫn được 2 hit. Bởi có cả bowler. À không, gần như là không có. Bên kia có đồng vu đấy, biết ngay, họ đổi ngay cái deck có đồng vu là sẽ đép Minh Béo. Nhưng mà bây giờ deck này lại không phải là deck Minh Béo mà deck Grape Jab gì, đồng vu gần như là không có thử ở đây rồi. Aaron don't play, yes. Legend, AEO and LCO. Just poison. Rồi, và bây giờ thì cần giữ lại con bowler để đẩy cùng hướng Văn Khi. Và sau đấy là Rồng Ngu và IC đã đi cùng hướng đánh lạng đẩy combo được combo lava balloon. Đẩy ngay từ ngay cầu. Họ vừa ra rồng rồi thì không có gì để đép. Văn Khi balloon đâu? À, bóng lờ đâu, đúng rồi, thông minh. Tiếp theo là Tombstone. Liệu rằng sẽ có một cái Tornado không? Có Tornado trong đây thì đúng không phép. Có luôn. Legend YouTuber. Yes. Hard counter. Hard counter. Good game. Văn Kỳ thì đép mấy con Grape Giáp, sức tủ.
Nó mọc bây giờ là Great Z nó mọc ở gì á, vì vậy là Van Kinect chắc đủ. Van der Sơn, hello. Hello, hello, Han Van der Sơn. Happy là mod. Hello, Van der Sơn, hello. OK, GG. Legend OP. Hay, thông minh. Thì giờ bọn mấy ông này cũng được ăn ăn đi đánh game không rồi chẳng đánh hay. Hay lắm. Nó là mình chỉ cần thay đổi một hai thẻ thôi đã thay đổi cục diện rồi.